Dường như phần lớn các hãng xe trên thế giới luôn có một dòng xe thành công đến mức hình ảnh của chính dòng xe đó đã trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu. Ví dụ như nhắc đến Rolls-Royce thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Phantom, nhắc đến Porsche, số đông sẽ nhớ đến 911, còn nói đến Mercedes-Benz thì câu trả lời sẽ luôn là S-Class. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ hé lộ về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chiếc mạng S400L thế hệ thứ 6 mới nhất. Câu hỏi đặt ra là với 4 tỷ đồng thì chúng ta sẽ nhận được những gì? Sự cao cấp hay xa xỉ? Hãy tìm câu trả lời trong clip sau. Mẫu sedan cao cấp cỡ lớn không chỉ sở hữu những tinh hoa mới nhất của mạng, mà nó luôn là mẫu xe tạo ra nhiều chuẩn mực trong phân khúc của nó nói riêng và cả thế giới xe nói chung. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2013, S-Class thế hệ thứ 6 được biết đến như là chiếc xe thương mại đầu tiên trên thế giới. Có hệ thống đèn trong và ngoài xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại để thay cho các loại đèn sợi đốt trước đây. Có tất cả gần 500 bóng đèn LED được sử dụng trên mạng S thế hệ thứ 6, riêng mỗi cụm đèn trước đã sở hữu 56 bóng LED. Mặc dù ngoại hình của mạng S thế hệ thứ 6 có nhiều đường nét mềm mại hơn thế hệ trước, nhưng dáng vẻ uy nghiêm và sự lịch lãm vẫn không hề bị mất đi. Ở trong phân khúc thì ngoại hình và nội thất của mạng S thế hệ thứ 6 cho cảm giác khá là trung tính. Nó không quá trẻ trung hiện đại như là BMW 7 Series hay là Audi A8, mà nó cũng không tỏ ra quá dài dặn giống như là chiếc Jaguar XJ. Tuy nhiên cái phần mà mình thích nhất trên chiếc mạng S thế hệ thứ 6 này không phải nằm ở mặt ngoại hình mà nằm ở phần nội thất của chiếc xe. Mạng S thế hệ thứ 6 có lẽ là chiếc xe hiếm hoi trong phân khúc mà phần nội thất của nó đã thoát ra khỏi hai chữ cao cấp và tiến gần đến hai chữ xa xỉ của những chiếc xe siêu sang. Mình không biết miêu tả cách Mercedes-Benz họ đã làm như thế nào ngoài một câu mình rất là tâm đắc, đó là transform from elements to excellence. Cũng bao nhiêu đó vật liệu gỗ, da, kim loại nè, nhưng mà cái cách Mercedes-Benz họ trau chuốt và hoàn thiện cho từng chi tiết đã biến khoang xe của Mercedes trở thành một tác phẩm nghệ thuật về mặt thị giác thật sự. Gần như mọi thứ các bạn nhìn thấy trong khoang chiếc xe sedan cao cấp cỡ lớn này đều cho cảm giác rất xa hoa. Mọi thứ các bạn chạm vào đều rất đã. Đó là chưa nói đến khoang xe của S-Class còn được bao trùm bởi một bầu không khí rất phù phiếm nhờ mùi hương được tạo ra từ hệ thống air balance. Vâng, S-Class không chỉ thỏa mãn người ngồi bên trong về mặt thị giác và xúc giác, mà nó còn nuông chiều chúng ta cả về mặt khứu giác. Chỉ có 4 tỷ đồng mà được tận hưởng gần trọn vẹn hai từ xa xỉ thì theo mình đây là một mức giá quá hời. Còn nếu muốn trải nghiệm đầy đủ hai từ xa xỉ thì e rằng cái giá các bạn phải bỏ ra là ít nhất gấp 2 lần để lên Maybach S400, không thì là gấp 4 lần cho Bentley và thậm chí là gấp 8 lần cho Rolls-Royce. Từ nãy giờ thì chúng ta chỉ nói về phần vĩ mô của chiếc xe thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói chi tiết đến phần vi mô, bắt đầu với chiếc ghế phía trước này. Ắt hẳn các bạn sẽ rất là bất ngờ khi biết chiếc ghế mình đang ngồi đây có tất cả 50 cái motor điện và 80 cái buồng khí, chỉ để làm một việc duy nhất, đó là giúp cho người ngồi ở vị trí này tìm được cái vị trí ngồi phù hợp nhất. Tiếp theo, hệ thống treo khí nén E-Matic trên phiên bản S400L này tuy chưa phải là loại Magic Body Control tinh vi nhất của Mercedes, nhưng những gì mà nó làm được để thỏa mãn cả hai thế giới là thể thao và thoải mái thì thật sự là đáng nể. Bởi vì hệ thống treo khí nén E-Matic này nó có thể điều chỉnh được cái độ cứng mềm và thậm chí là cả hành trình phuộc của từng cây phuộc theo từng cái điều kiện hoạt động khác nhau, và cái điều đó nó chỉ xảy ra trong vài chục mili giây. Trong trường hợp chúng ta tải nặng và đuôi xe bị sệ thì hệ thống treo khí nén sẽ tự động nâng hai phuộc sau để giúp dán xe trở về vị trí cân bằng. Đây là tính năng Self Leveling. Khi vào cua, lực ly tâm sẽ khiến thân xe nghiêng nhiều về hướng bên ngoài góc cua, thì hệ thống treo khí nén này cũng sẽ tự động nâng hai phuộc ở hướng bên ngoài góc cua nhằm giảm độ nghiêng thân xe và sự giật lắc cho hành khách bên trong. Còn khi xe chạy ở tốc độ cao thì hệ thống treo khí nén này cũng sẽ tự động hạ gầm để giảm trọng tâm cũng như lực cản không khí, từ đó giúp xe chạy ổn định và tiết kiệm hơn. Ngoài ra, người lái cũng có thể tự điều chỉnh chế độ nâng hạ gầm theo ý muốn của mình thông qua nút bấm ở bệ trung tâm. Cảm giác lái có lẽ là phần mình cảm thấy ít ấn tượng nhất trên chiếc Mercedes S400L này. Cũng giống như là những chiếc xe sedan cỡ lớn khác,
S400L khi vào cua nó cho cảm giác nặng nề chứ nó không được đanh lẹ. Và cái điều này nó giảm đi đáng kể sự thích thú sau vô lăng. Vì như các bạn cũng biết á, là một chiếc xe lái hay nó cũng giống như là một cái bộ phận trên cơ thể chúng ta vậy. Khi mà chúng ta ra lệnh cho nó thì chúng ta mong đợi nó sẽ phản hồi cái mệnh lệnh của chúng ta ngay tức khắc. Còn trên chiếc máy S400 này thì mặc dù nó đã có sự hỗ trợ từ hệ thống treo khí nén thông minh, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được là cái trọng lượng nặng của nó khiến cho cái phản hồi của thân xe cũng như là khung gầm nó không có được nhanh như là ý mình muốn. Đâu đó nó vẫn có một chút độ trễ, chứ nó không có bật lại giống như là trên những mẫu xe cỡ nhỏ. Về cái phản hồi từ mặt đường lên trên vô lăng thì mình vẫn cảm nhận được, mặc dù là không nhiều. Điều này có thể dễ hiểu là vì mẹt đã tinh chỉnh cái hệ thống vô lăng trợ lực điện trên S400, nó thiên về hướng nhàn hạ nhiều hơn là cái hướng thể thao phấn khích. Phiên bản S400L sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 lít V6 cho công suất tối đa là 333 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 480 Nm. Khác với phiên bản S500 sử dụng hộp số tự động 9 cấp, phiên bản S400 này nó vẫn sử dụng hộp số tự động 7 cấp. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 7 cấp đến cầu sau, giúp cho chiếc sedan cỡ lớn tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,1 giây. Theo mình thì cái mức sức mạnh của S400L là khá dư xài ở điều kiện di chuyển Việt Nam. Dĩ nhiên là cái mức sức mạnh của động cơ xăng 4,7 lít V8 449 mã lực trên chiếc S500 nó vẫn đáng mơ ước hơn rất nhiều. Nhưng để bỏ ra hơn 2 tỷ đồng sở hữu mặt S500 so với chiếc S400 này thì mình thấy là nó không hấp dẫn như là chiếc S400. Trải nghiệm thực tế thì mình thấy là động cơ và hộp số 7 cấp của chiếc S400 không có gì để phàn nàn, rất là êm ái và mượt mà. Nó êm đến mức mà ở vị trí ngồi của mình đây, mình không hề nghe được cái tiếng bô ở phía sau. Nếu được thì mình nghĩ là mẹ nên trang bị cho phiên bản S400L này một cái hệ thống ống xả hai chế độ tiếng là im lặng và có tiếng bô, để khi cần thì mình vẫn nghe được cái tiếng bô kích thích. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn được hai chế độ lái khác nhau là chế độ lái thể thao và tiết kiệm để phù hợp với lại cái cách chạy của mình. Thì mỗi chế độ lái nó sẽ có một cái độ nhạy chân ga cũng như là cái phản hồi của cái hộp số khác nhau. Khi lái chiếc mẹ S400L này thì mình cảm thấy rất là tự tin nhờ hai hệ thống an toàn hỗ trợ rất là hay. Đầu tiên là hệ thống ngăn ngừa va chạm phía trước mà mẹ gọi là Collision Prevention Assist, và thứ hai là hệ thống hỗ trợ đậu xe tự động. Về hệ thống ngăn ngừa va chạm phía trước thì nó sẽ tự động phanh cho chúng ta trong những tình huống mà người lái không xử lý kịp, nhằm giảm những cái rủi ro khi mà chúng ta húc đuôi xe phía trước. Còn hệ thống hỗ trợ đậu xe tự động thì nó sẽ giúp chúng ta đậu xe theo kiểu song song theo cái cách mà không thể nào dễ dàng hơn. Chính xác thì những chiếc xe sedan cỡ lớn như Mercedes S là những chiếc xe dành cho hành khách passenger car, chứ không phải là những chiếc xe dành cho người lái driver car. Thế nên không có gì khó hiểu khi mà cái phần cảm giác lái của Mercedes S nó cũng không có gì quá ấn tượng, bởi vì trọng tâm của chiếc xe này là nằm ở hàng ghế phía sau nơi mình đang ngồi, và ở vị trí này thì mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Điểm mình thích nhất ở hàng ghế này đó là cái phần tựa đầu rời này, đó nó có thể tháo ra và nó êm như là một lớp kẹo bông vậy. Thiết nghĩ là các hãng xe nên học thêm Mercedes-Benz để mà làm cái phần tựa đầu rời êm ái như thế này cho hàng ghế phía sau, thì chắc chắn là các khách hàng mua xe sẽ hài lòng hơn rất nhiều. Ngoài ra thì hàng ghế phía sau này chúng ta cũng có thể biến nó thành một chiếc giường di động thông qua một nút bấm ở vị trí này. Cái quá trình diễn ra nó hơi lâu một chút. Voila, và đây chúng ta có một chiếc giường di động rất là đẳng cấp. Thật sự mà nói thì mình vẫn thích điều khiển ghế thông qua những nút bấm cơ như thế này hơn là cái kiểu điều khiển ghế thông qua màn hình cảm ứng và qua nhiều lớp menu rắc rối trên những chiếc xe đối thủ cạnh tranh với Mercedes S hiện nay.
Bởi vì là cuộc sống của mình bình thường nó đã quá phức tạp rồi. Thế nên khi mà mình bước lên một chiếc xe mình sử dụng hàng ngày thì mình muốn nó phải thật sự đơn giản, thật sự gần gũi và thật sự là dễ sử dụng. Và mình tin là những ai mua những chiếc xe cao cấp như thế này chắc chắn cũng sẽ đồng ý với mình. Về phần cách âm thì khả năng cách âm của chiếc S400L này nó làm mình làm tưởng như là đang ngồi trong một cái phòng thu âm chuyên nghiệp vậy. Những cái tiếng ồn từ bên ngoài môi trường hay là từ mặt đường vọng lên gần như là không thể nào gây khó chịu cho người ngồi bên trong. Một cái không gian rất là riêng tư và không thể nào hợp lý hơn để chúng ta tận hưởng những cái bài nhạc yêu thích đến từ dàn âm thanh Bermester 13 loa công suất 590W. Chỉ có ngồi ở vị trí này chúng ta mới có thể cảm nhận được cái sự xuất sắc của hệ thống treo khí nén Airmatic. Cảm giác giống như chúng ta đang lướt trên một cái mặt đường phủ đầy bơ vậy, mượt mà cực kỳ. Tuy nhiên cái điểm mà mình thích nhất ở cái hàng ghế này nằm ở cái hệ thống massage 6 chế độ, trong đó có 2 chế độ massage đá nóng. Đây. Wow. Có thể nhiều bạn chưa biết nhưng massage là một trong những cách giúp cho máu trong cơ thể chúng ta lưu thông được tốt hơn và từ đó tạo cho chúng ta được cái cảm giác sảng khoái cũng như là tươi tắn hơn. Thì nếu như mình có cơ hội sở hữu một chiếc máy S, chắc chắn massage là một trong những tính năng mình sẽ sử dụng nhiều nhất ở hàng ghế phía sau này. Thật sự mà nói là chúng ta chỉ có đi xa thì mới có thể thấy được cái giá trị của một chiếc xe sedan cỡ lớn nó nằm ở đâu. Cảm giác đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu hơn 100 km, giống như là đi từ quận nhất đến quận 7 chỉ vài km vậy, không thể nào nhẹ nhàng hơn. Và đó là lý do vì sao chúng ta thích một chiếc xe sedan cỡ lớn. Nói đến một chiếc xe sedan cao cấp cỡ lớn thì có hai tiêu chí quan trọng chúng ta cần xét đến. Thứ nhất đó là sự cao cấp, thứ hai là độ thoải mái dành cho hàng ghế phía sau. Về sự cao cấp thì rõ ràng là mạng S400L nó đã thể hiện một cách xuất sắc, vượt trội hơn những gì chúng ta mong đợi. Còn về độ thoải mái thì dĩ nhiên là không có gì để chê ở đây. Và vì thế mạng S thế hệ thứ 6 tiếp tục là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc này. Ok, tới đây thì mình có vài lời muốn gửi đến các chị đang có chồng. Đó là các chị nên tặng người chồng yêu quý của mình một chiếc mạng S-Class. Vì sao? Bởi vì với 6 chế độ massage, trong đó có 2 chế độ massage đá nóng, thì người chồng yêu quý của các chị sẽ không thể nào đi massage lung tung được nữa. Chỉ từ 4 tỷ đồng mà thôi mà các chị giữ được hạnh phúc gia đình nè, được chồng mình yêu thương hơn nè, và gia đình thì thoải mái hơn trong những chuyến đi xa. Thì 4 tỷ đồng ở đây là một mức giá quá hời, quá hời. Đèn này bật lên chứ mà cái bảng đồng hồ đè lên đúng không?